Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác và chào mừng các bác quay trở lại kênh của em Huyền Audio Phú Thọ để tiếp tục các video thì ngày hôm nay. Đấy, em vừa mới bên thời gian một chút dọn bên kho. Đấy, bên cửa hàng thì em có dư ra được 3 chiếc vang cơ số 890 Pro, DK890 Pro, thương hiệu chính hãng của ETC luôn. Đấy, hàng còn mới các bác nhá. Hàng còn mới. Đấy, rất là mới luôn. Hàng mới đến 99% và con này là hàng bên kho. Đấy nên là sẽ không hộp. Đấy các bác yên tâm, em sẽ đóng gói hàng cẩn thận gửi đi cho bác. Đấy, ngày hôm nay mà em dọn ra được thì ba còn 3 chiếc như này. Đấy, 3 chiếc vang cơ số DK890 Pro như này. Hôm nay chiên khuyến mãi cho bác luôn. Đấy, với mức giá chỉ với vài trăm k thôi. Đấy các bác nhớ đón xem đến hết video nhá. Nhớ các bác xem hết video. Đấy, tí nữa khuyến video em sẽ báo giá gần phần cuối video. Em sẽ báo giá cho bác, đảm bảo các bác này mức giá cực kỳ là tốt. Đấy, chỉ với vài trăm k thôi các bác ơi. Đấy, nói đầu tiên là một phiên bản vang cơ số rất là cao cấp này. Đấy, DK890 Pro. Phiên bản vang cơ số chỉnh rất là dễ dàng. Đấy, con này chỉnh rất dễ dàng, các bác yên tâm. Em khi các bác mua ấy, em sẽ chỉnh sẵn cho các bác rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Và hàng nha, hàng này em đảm bảo các bác là vẫn sử dụng được 100%. Đấy, vẫn sử dụng ok ngon lành 100% cho em. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng, test thoải mái cho em rồi thanh toán các bác nhá. Đấy, và đây là đằng sau của những chiếc vang cơ số là đây các bác ơi. Đấy, trong đây nó sẽ có một con là 4 rắc, 4 cổng và hai con là 3 cổng. Đấy, còn các bác nào chốt nhanh thì chốt cho em chốt nhanh các bác nhá. Con 4 cổng này thì nó cao cấp hơn. Nó có hai đường ra súp này. Đấy, các bác nhìn chưa? Hai đường ra súp, hai đường ra loa. Đấy, đường ra súp đầy đủ dây cao lồng, tôi sẽ xem cho các bác này. Và các đường vào như là AUX1, AUX2 này, OTP, cổng quang, COA. Đấy, và giắc cắm mic các bác nhá. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các thiết bị hiện đại trên con vang này. Đấy, ngày hôm nay có 3 chiếc như này. Một chiếc là 4 cổng và hai chiếc 3 cổng các bác nhá. Các bác nhanh tay, có 3 chiếc thôi. Đấy, ngày hôm nay chiên khuyến mãi cho bác luôn. 3 chiếc vang cơ số cao cấp như này. Đấy, hàng này là em báo trước là hàng ở trong kho. Đấy, nên là nó sẽ không có hộp. Đấy, nên nó chỉ bị chảy xước một chút thôi. Em đã lau gì các bác rồi. Đấy, các bác lau đi, nhìn thấy mới tinh luôn. Đấy, nó chỉ bị chảy xước một chút. Đấy, nó chỉ chảy xước một chút ở tai này, hay là chảy xước một chút ở đâu đấy. Đấy, nên các bác yên tâm. Đấy, là mức giá này nha. Mức giá này các bác không thể mua đâu, những chiếc vang cao cấp như này. Đấy, ngày hôm nay khuyến mãi cho bác luôn 3 chiếc như này. Với mức giá chỉ với là 950k thôi các bác ơi. 950k, 3 chiếc vang cơ số cao cấp như này. Đấy, một dòng vang quá là cao cấp của ETC, hàng chính hãng luôn nhau nha. Em vẫn bảo hành. Đấy, vẫn bảo hành cho các lỗi 1 đổi 1 trong 1 năm. Đấy, các bác nhanh tay liên hệ qua số điện thoại cho em ạ. 0969673336. Cú pháp là chốt vang DK890 Pro các bác nhá. Đấy, cho các bác nào nhanh tay nhất thì chốt vang DK890 Pro 4 cổng. Đấy, có một con 4 cổng đây. Đấy, chốt vang ETC DK890 Pro. Đấy, một con 4 cổng và hai con dưới là 3 cổng các bác nhá. Các bác nhanh tay, bắt đầu nhanh tay nhất thì em để lại cho bác đấy một chiếc 4 cổng như này. Đấy, đồng giá tất cả đường giá. Đấy, một 4 cổng hay 3 cổng đều là 950k. Em bao ship tặng kèm đầy đủ ra kết nối cho bác. Đấy, sẽ đóng hàng gửi đi cẩn thận cho bác. Đấy, vì hàng bên kho nên nó không có hộp các bác nhá. Hàng bên kho không có hộp. Đấy, nên là mức giá như vậy thôi. Còn bình thường nhá, những con này mà mới nhá, em bán toàn tầm ngoài thị trường ấy, họ bán ra tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi cơ. Nhưng em xả cho bác. Đấy, con này không có hộp. Đấy, em sẽ đóng gói cửa hàng cẩn thận gửi đi test ok cho bác. Đấy, 950k thôi, các bác nhanh tay nhá. Liên hệ qua số điện thoại cho em 0969673336. Đúng là chốt vàng DK890 Pro các bác nhá. Đấy, 950k thôi. Em bao ship tặng kèm đầy đủ giá kết nối calon cho bác. Các bác kết nối xuống đẩy, em sẽ tặng giá xuống đẩy. Các bác kết nối xuống âm ly, em sẽ tặng giá xuống âm ly cho bác. Đấy, phiên bản cao cấp nhất của ETC DK890 Pro, vàng tiếng rất là hay. Con này tiếng rất là hay. Bác nào cần chất âm thì các bác cứ kết bạn Zalo số này của em 0969673336. Em sẽ gửi video test trực tiếp chất âm cho bác nghe nha. Đấy, chỉ với 950k thôi các bác sở hữu được một dòng vàng cao cấp như này rồi. Đấy, các bác không thể mua đâu ngoài thị trường những vàng cao cấp như này mà nó chỉ bị mất hộp thôi các bác nhá. Con này em báo trước tình trạng nó chỉ mất hộp thôi, và nó chỉ xước chảy xước một chút như con này này. Đấy, nó bị chảy xước một chút ở đây thôi. Đấy, 950k xả cho bác luôn. Đấy, 950k và em bao ship cho bác, tặng kèm dây kết nối cho bác. Đấy, các bác nhanh tay nhá, 3 chiếc cuối cùng. Đấy, một con 4 cổng và hai con 4 cổng ở dưới. Các bác nhanh tay nhá, 950k thôi. Đấy, nhanh tay cho bác là nhanh tay nhá. Và cảm ơn các bác rất là nhiều xem clip của em. Hẹn các bác những clip tiếp theo nha. Xin kính chào các bác ạ.